lúc hồ chứa nước sông Cái nằm trên địa bàn huyện Bắc Ái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tích nước, cũng là lúc bà con trong vùng chuyển đổi phương thức canh tác. Gia đình bà Lẻm, người đồng bào Rắc Lây đã ngừng làm lúa rẫy để chuyển sang trồng lúa nước. Với 7 sào ruộng, nếu sản xuất chính vụ được hơn 50 bao lúa, ước lượng khoảng 3 tấn. Với số lúa này, đảm bảo được cái ăn và trang trải cuộc sống. Đặc biệt hơn, từ những vụ lúa nước được mùa, được giá, giúp gia đình bà tích cóp để xây ngôi nhà mới. Hồi xưa thì mình trồng lúa rẫy không có năng suất bao nhiêu, thì 6 tháng mà. Còn bây giờ công trình này, bây giờ nhà nước người ta làm kênh rồi, mình làm được mùa thì mình khá hơn. Đủ ăn, thì một năm cũng 12 tháng, mình cũng thu hoạch 3 bộ theo nước á. Như hồi xưa thì làm có một bộ chứ mấy. Những khoảnh đất cao không thể cải tạo để trồng lúa nước, người dân chuyển sang trồng cây lâu năm như mít, bưởi. Chất lượng bưởi được đánh giá cao nên đầu ra ổn định. Đây là cơ sở để nông dân vùng này mạnh dạn mở rộng diện tích. Hai năm vừa qua thì nhờ cái tất cả các nguồn lực cũng như là sự hỗ trợ của các cái cá nhân tập thể, nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện thì hàng năm đều giảm 5%. Nếu so với nghị quyết đại hội đảng thì mỗi năm như thế thì huyện vượt 1%. Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng người dân đã biết phát huy ý chí tự chủ, tự vươn lên. Số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, góp phần rút ngắn sự chênh lệch của tỉnh Ninh Thuận với các tỉnh thành khác trên cả nước.